Ok luôn, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của ETC. Và là trailer tập 193 của hành trình thế giới hoàn mỹ đã được cập nhật. Ở tập trước, thầy Khảo không chỉ dùng lôi kiếp mạnh nhất để báo thù, mà còn vượt qua lôi kiếp thành công, đặt chân vào thập trọng lôi vực và thu được nhiều cơ duyên quý giá. Sau khi độ kiếp xong, thầy Khảo đã ra tay hóa giải lời nguyền của cường giả hồn tộc Bát Tý, nhờ vậy mà được các tộc tiên cổ tranh nhau lôi kéo. Đồng thời Liễu Thần xuất hiện một cách kinh diễm, mang theo Liễu Thần pháp đầy uy lực. Hãy cùng VLTG khám phá chi tiết nội dung của thế giới hoàn mỹ tập 193 trong video ngày hôm nay em nhé. Thầy Khảo đang ở giai đoạn cuối cùng của quá trình độ kiếp, tuy nhiên luôn có những kẻ thù trực chờ hãm hại anh. Lần này là những cổ đại quái thai từ thiên quốc tiếp tục tập kích. May mắn thay, thầy âm Ngọc Thỏ đã kịp thời mời một cường giả hồn tộc Bát Tý, cư dân nguyên thủy của thiên cổ đến cứu viện. Điều này không quá bất ngờ vì thầy Khảo từng có giao tình với hồn tộc Bát Tý trong bảo tàng giới. Dưới sự bảo vệ của cường giả hồn tộc Bát Tý, không ai dám tấn công thầy Khảo nữa. Nhờ vậy anh đã vượt qua lôi kiếp một cách thành công và thu được lượng lớn kim sắc lôi kiếp dịch quý giá. Với lòng biết ơn, thầy Khảo đã ra tay hóa giải lời nguyền thiên cổ trên người cường giả hồn tộc Bát Tý, đồng thời tặng ông hai chén lôi kiếp dịch. Sức mạnh tẩy rửa của lôi điện đã giúp ông ta thoát khỏi lời nguyền và lấy lại sự tự do. Thầy Khảo đã được tắm mình bên trong kim sắc lôi kiếp dịch và thập trọng lôi vực, và trước khi rời đi anh đã mang theo không ít. Sau đó thầy Khảo không chỉ tặng lôi kiếp dịch cho Tuyết Lâm, Tà Vô Sinh và Thế Ngọc Thỏ để giúp bọn họ rèn luyện cơ thể và tăng cường tu vi, mà còn dùng nó để hóa giải lời nguyền tiên cổ trên người cư dân tiên cổ. Điều này khiến các cư dân tiên cổ kinh ngạc không nói nên lời, đặc biệt những cường giả hồn tộc Bát Tý đã chứng minh hiệu quả của lôi kiếp dịch. Điều này ngay lập tức biến thầy Khảo trở thành miếng bánh ngọt trong mắt của các cư dân tiên cổ. Họ thi nhau mời thầy Khảo đến bộ tộc của chính mình, hy vọng anh sẽ tặng họ lôi kiếp dịch để hóa giải lời nguyền, giúp họ thoát khỏi nguy cơ bị lời nguyền xâm hại đến chết. Dù sở hữu lượng lớn kim sắc lôi kiếp dịch và có khả năng tiếp tục độ kiếp để thu thập thêm, thầy Khảo không giúp đỡ tất cả cư dân tiên cổ. Anh chỉ hỗ trợ một số tộc mạnh mẽ như hồn tộc Bát Tý và tộc Cổ Ma, những tộc từng có giao tình tốt với anh. Theo trailer, dưới sự dẫn dắt của hồn tộc Bát Tý và tộc Cổ Ma, thầy Khảo đã đến giới Tế Linh để gặp Tế Tổ một cây liễu. Đúng như dự đoán của thầy Khảo, Tế Tổ tiên cổ chỉ là di tích của Liễu Thần từ Tam Thiên Thần Quốc. Toàn bộ cư dân tiên cổ đều quỳ xuống bái lạy, trong khi thầy Khảo lại có thể tiến lại gần cây liễu này. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi mà cây liễu vốn héo úa đột ngột tỏa sáng, hồi sinh và vươn những nhánh liễu về phía thầy Khảo để thể hiện thiện ý. Hình ảnh Liễu Thần rực rỡ phát sáng thực sự quá kinh diễm và đẹp đẽ. Thực tế Liễu Thần tiên cổ đã chìm trong giấc ngủ từ rất lâu. Dù thầy Khảo không phải người đầu tiên đánh thức bà, Liễu Thần đã từng ra tay giúp Diệp Thiên Đế khi mà Diệp Thiên Đế mang theo vạn vật mộ khí đỉnh đến thăm. Chính vì lần giúp đỡ đó mà Liễu Thần đã vượt qua giới hạn của chính mình, không thể duy trì hình dạng con người, buộc phải hiện thân dưới dạng một cây liễu. Dù vậy Liễu Thần vẫn đối xử rất tốt với thầy Khảo. Bà biết rằng mình sẽ không thể tồn tại được lâu nữa, vậy nên đã truyền thụ cho thầy Khảo Liễu Thần pháp và hướng dẫn anh con đường tu luyện từ cảnh giới chân thần trở đi. Giờ đây thầy Khảo sắp bắt đầu học tập Liễu Thần pháp và chắc chắn sẽ tỏa sáng trên võ đài thiên cổ. Sau đó thầy Khảo nhắc nhở mọi người giữ bí mật việc mình sử dụng ba luồng thiên khí để che giấu thiên cơ, nhằm ngăn cản cường giả ngoại giới quan sát qua cánh hoa thiên đạo. Các đại tộc đồng ý vì họ đều cần sự giúp đỡ từ thầy Khảo trong tương lai. Thạch Hạo sau vài ngày ở cổ địa Tế Linh quyết định rời đi, dù các đại tộc gần đó muốn mời hắn ở lại. Trong hành trình hắn cảm nhận được khí tức của hai thiên thần từng ám sát mình, thế nhưng không có ai nhắc đến chuyện này. Để tránh rủi ro, hắn rời đi nhanh chóng, không muốn kéo dài sự hiện diện. Một số thiên thần vẫn giữ thái độ bất mãn và đố kỵ với Thạch Hạo, âm thầm theo dõi với định xấu, không hề che giấu sự ác ý. Bất ngờ vài ngày sau, tiếng nổ vang trời báo hiệu có người khác đang độ kiếp. Khi thế lần này mạnh mẽ gây chấn động khắp thiên cổ, một bóng người đơn độc sử dụng kiếm chống lại thiên kiếp, ánh chớp dày đặc khiến mặt đất rung chuyển. Việc này thu sự chú ý của toàn bộ các tộc lớn, bao gồm cả hồn tộc Bát Tý, mỹ nhân tộc và linh thánh tộc. Dù trước đó bọn họ đã nhận được lời hứa của thầy Khảo, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng với dân bản địa thiên cổ, tạo ra làn sóng lớn. Tuy nhiên không phải ai cũng chúc phúc, một số kẻ như Mã Sực vẫn mỉa mai và hoài nghi khả năng thành công của thầy Khảo hoặc người độ kiếp lần này. Thiên thần nhân Mã tộc và Cổ Ma tộc, những kẻ từng chặn giết Thạch Hạo, nghe tin về một người đang đổ kiếp đã lập tức bày tỏ sự quan tâm. Đại kiếp nạn này gây chấn động khắp nơi và danh tính người đổ kiếp được xác nhận là Cô Kiếm Vân, một quái thai cổ đại xuất thân từ kiếm cốc. Trước đây Cô Kiếm Vân từng khiêu chiến với Trường Cung Diễm ở Tố Châu, cho thấy thực lực đứng đầu trong số các quái thai cổ đại. Thạch Hạo khi mà nghe tin đã nhíu mày, bởi kiếm cốc của Mỹ Yêu Long Đạo Môn và Hỏa Vân Động luôn căm thù những người thuộc dòng máu tội huyết, bao gồm cả hắn. Cô Kiếm Vân đối đầu thiên kiếp với sức mạnh khủng khiếp, làm trời đất rung chuyển, khiến vô số thiên thần bị thu hút đến chứng kiến. Sự kiện này khiến tiên cổ như bị động đất, tạo ra sóng lớn khắp nơi. Khi mà Cô Kiếm Vân vượt qua lôi kiếp thành công, một tòa tiên trì chứa lôi kiếp dịch xuất hiện, làm những người có mặt điên cuồng vì bảo vật. Tin tức này khiến các thiên thần có hiểm khích với Thạch Hạo vui mừng. Họ chỉ nhào rằng giờ đây Thạch Hạo không còn độc tố nữa và không cần phải cầu xin hắn để hóa giải nguyền rủa. Những lời châm chọc được đưa ra như khẳng định rằng Cô Kiếm Vân đã thay thế vị trí của Thạch Hạo. Sau khi kết thúc thiên kiếp, Cô Kiếm Vân đạt tới lĩnh vực chân thần, trở thành một trong những kỳ tài mạnh mẽ nhất.
Ngoại giới nghe tin này đã chấn động, 3.000 châu không thể bình tĩnh trước thành tựu của Cô Kiếm Vân. Các thiên thần tại Thiên Cổ lập tức muốn lôi kéo Cô Kiếm Vân về phe của mình, thậm chí Nhân Ma tộc và Cổ Ma tộc cũng ra mặt hộ tống và hỗ trợ hắn. Trong khi đó, một số kẻ thù của Thạch Hạo ở Hỏa Vân Động và Yêu Long Đá Môn tiếp tục nhắm vào hắn chờ đợi cơ hội để tiêu diệt. Đáng chú ý, Cô Kiếm Vân tỏ ra hào phóng, trao lôi kiếp dịch cho các thiên thần mà không yêu cầu điều kiện. Sự kiện Cô Kiếm Vân vượt qua thiên kiếp trao đổi lôi kiếp dịch cho các thiên thần đã tạo nên náo động lớn. Các thiên thần hết lời khen ngợi, thậm chí còn chê bai Thạch Hạo là kẻ ích kỷ, từng đầu cơ kiếm lợi từ lôi kiếp dịch. Nhờ thái độ khiêm nhường và hào phóng, Cô Kiếm Vân nhận được sự ủng hộ lớn từ các cường giả. Tuy nhiên, khi mà các thiên thần uống lôi kiếp dịch để hóa giải lời nguyền, họ phát hiện ra nó không có tác dụng. Chất lỏng này dù có màu vàng giống như lôi kiếp dịch thật, lại ẩn chứa sắc tím, chứng minh đây chỉ là một phiên bản kém hơn, không đủ để hóa giải nguyền rủa. Tâm trạng của các thiên thần chuyển từ vui mừng sang thất vọng. Những lời khen ngợi Cô Kiếm Vân và chỉ trích Thạch Hạo trước đó nay trở thành điều khiến bọn họ hối hận, đặc biệt là Mã Sực và Ma Lạc, những kẻ đã công khai châm biếm Thạch Hạo. Khi mà tin tức đến tai Thạch Hạo, hắn chỉ bình thản đáp rằng lưỡi kiếp dịch màu tím khi mà ta ở Tôn Giả Cảnh đã từng độ qua và đạt được cả một ao lớn. Câu nói này làm cả Thiên Cổ bàn hoàng, vì bọn họ lần đầu biết rằng Thạch Hạo đã độ qua thiên kiếp ngay từ cảnh giới Tôn Giả, điều mà không ai có thể tưởng tượng ra được. Sự việc khiến Cô Kiếm Vân xấu hổ và tức giận khi mà nhận ra thành tựu quán dù lớn vẫn không thể nào so sánh với Thạch Hạo. Ngay sau đó, các thiên kiếp khác tiếp tục xuất hiện ở trong Thiên Cổ. Dù có người cố gắng độ kiếp theo con đường của Thạch Hạo, tất cả đều thất bại và hình thần câu diệt. Điều này khiến mọi người nhận ra rằng không phải ai cũng là hoang, không phải ai cũng có thể độ qua thiên kiếp mạnh nhất. Cơn sốt độ kiếp lan nhanh khắp Thiên Cổ, không chỉ là một trào lưu mà đã trở thành một làn sóng cuồng nhiệt như bão tố. Từ các tu sĩ thường cho đến những thiên tài kiệt xuất, tất cả đều bị thu hút bởi câu chuyện vượt qua thiên kiếp mạnh nhất của Thạch Hạo. Sự kiện này đã khơi dậy tham vọng và niềm hy vọng của rất nhiều người. Tuy nhiên, thực tế lại không hề dễ dàng như tưởng tượng. Mặc dù số lượng người tham gia độ kiếp tăng lên chóng mặt, thế nhưng kết quả hầu hết đều thất bại. Rất nhiều thiên tài đã bị sét đánh thành tro bụi, hoàn toàn tan biến trong những trận thiên kiếp khốc liệt. Thậm chí những người may mắn vượt qua được thiên kiếp bình thường cũng chẳng thể sánh ngang với Thạch Hạo. Từ màu sắc lôi dịch đến mức độ khủng khiếp của thiên kiếp, mọi thứ đều chứng minh sự siêu việt của hắn. Điều này càng làm nổi bật sự đặc biệt của Hoang, người duy nhất vượt qua được thiên kiếp mạnh nhất và thu được lôi kiếp dịch màu tím quý giá. Cô Kiếm Vân dù không vượt qua thiên kiếp mạnh nhất, thế nhưng mà sống sót và được các tộc lớn đánh giá cao vì tiềm năng. Trích Tiên đang độ kiếp với lôi vân kinh khủng, tạo nên dị tượng bao phủ toàn Thiên Cổ. Ninh Xuyên vượt thiên kiếp trong biển sấm với thần thái siêu nhiên, trong khi Thập Quan Vương đối mặt với thiên phạt tài tử Vong Hải, một tuyệt địa đầy sát khí. Sự xuất hiện của đạo cung vàng cùng võ đài cổ báo hiệu trận quyết chiến sắp diễn ra, nơi các vị vương huyền thoại như Thập Quan Vương, Ninh Xuyên và Trường Cung Diễm sẽ tái hiện phong thái vô địch. Những trận chiến trong quá khứ tại võ đài này đã ghi dấu bằng máu của vô số thiên tài, làm sôi sục cả Thiên Cổ, và giờ đây thế hệ mới đang sẵn sàng tranh giành vị trí tối cao trên chiến trường trung cực. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ở một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo thì gì? Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.